Quý anh chị thân mến, mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng, có những người buộc phải trải qua thời gian khó khăn túng thiếu, nhưng cũng nhờ vậy mà họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp trời sinh số mệnh phú quý, trúng số độc đắc, giàu có bất thình lình. Cụ thể, sau Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn rất nhiều, tiền bạc đầy đủ, viên mãn, sung túc, thập toàn thập mỹ. Vậy, 3 con giáp đó là 3 con giáp nào? Bạn thuộc 3 con giáp may mắn này đấy. Trước khi đến với nội dung chính thì quý anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất, hay nhất của kênh. Sau Tết Đoan Ngọ thì quý nhân phù trợ có lẽ là điều ai cũng mong mình có được. Nhưng trong số 12 con giáp, ai là người vượng vận quý nhân, may mắn ngập tràn? Hãy cùng xem nhé! Tương truyền quý nhân chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Người vượng vận quý nhân thì sẽ gặp nhiều miều may mắn tốt lành, được mọi người xung quanh giúp đỡ, có người tương trợ vượt qua những lúc hiểm nghèo. Có nhiều người tư chất bình thường thôi, nhưng lại được quý nhân phù trợ, đưa tay nâng đỡ nên gặp cơ hội ngàn năm có một, từ đó đổi đời, tương lai tươi sáng. Vậy, trong số 12 con giáp, ai là những người có số phận may mắn, đường quý nhân sáng rỡ, nhân duyên tốt lành? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Tuổi Tuất, quảng giao, năng nổ, nhiều bạn bè. Các cụ xưa nói không sai, ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Người tuổi Tuất hiểu và áp dụng rất tốt điều này. Họ là những người vui vẻ, sôi nổi, thích kết giao bạn bè, là người quảng giao, có bạn bè tứ phương, nơi đâu cũng có. Người tuổi Tuất thì tính tình nghĩa hiệp, trọng tình cảm. Họ có thể sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì bạn bè. Họ thích cùng những người bạn của mình tụ tập ăn uống, nói chuyện, bàn về tương lai, tính về lý tưởng. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn, họ sẽ là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ, cùng nghĩ cách giúp bạn vượt qua cơn hoạn nạn. Ăn ở, nhân đức, trí công vô tư, hành hiệp trượng nghĩa, những người cầm tinh con Tuất thì gặp nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Họ đặc biệt vượng vận quý nhân, được bạn bè và đồng nghiệp vô tư giúp đỡ, thậm chí cả về phương diện kinh tế cũng may mắn hơn vì có được những mối làm ăn tốt, được giới thiệu cho những cơ hội ngàn năm có một. Người vì bạn bè thì bạn bè cũng sẽ vì người ấy, đó chính là người tuổi Tuất. Tuổi Tý, thời khắc quan trọng lại gặm được quý nhân. Vận khí của tuổi Tý nói chung thường rất là tốt, con đường công danh sự nghiệp của con giáp này luôn hanh thông. Thậm chí dù gặp phải khó khăn thì cứ vào thời điểm then chốt cần một bước chuyển ngoặt cứu mình thì họ lại may mắn gặp được quý nhân. Đi học thì được thầy cô tận tâm chỉ bảo, đi làm thì gặp được sếp rộng lòng đại lượng, quan tâm chăm sóc, chỉ dạy như thầy cô. Điều quan trọng nhất đó là vận quý nhân của tuổi Tý còn ứng cả vào đường tình duyên nữa. Con giáp này sẽ gặp được một nửa của mình, đó là người hiền lương, đức độ, biết quan tâm chăm sóc gia đình, yêu thương con cái. Phúc phận này đâu phải ai cũng có. Chúc mừng những chú chuột thông minh lanh lợi. Tuổi Thìn, thực lực bản thân quá tốt. Xã hội ngày nay thì đòi hỏi sự cạnh tranh kịch liệt để có được những điều mình muốn. Người tài năng, thông minh thì luôn giành được sự chú ý của những nhà đầu tư, những người đi săn nhân sự. Bản thân của tuổi Thìn thì có tài năng vượt trội, ưu tú xuất sắc. Họ vừa có học lực, lại vừa có năng lực, vừa có kinh nghiệm. Dù vậy nhưng họ không ỷ thế mà kiêu ngạo, vẫn tích cực cần cù làm việc. Thông minh và có khả năng sáng tạo cao, dù phải cạnh tranh với các đối thủ nhưng họ không hề nao núng mà luôn biết mở một con đường máu cho mình. Chính xác hơn đó là tự mình gây dựng nên cơ nghiệp. Người tài thì tự khắc thu hút lẫn nhau, tuổi Thìn được bao người săn đón. Trong số đó thì có không ít người là quý nhân có thể giúp cho tuổi Thìn công thành danh toại, tài lộc đủ đầy. Hai bên hợp tác cùng có lợi nên làm ăn ngày càng tấn tới. Vận trình tương lai của con giáp này vô cùng hanh thông rộng mở. Để may mắn hơn, quý vị hãy luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân để được quý thần tương trợ, giúp công việc hanh thông thuận lợi, từ đó lộc tài vượng tiến, giàu có chỉ là chuyện trong tay mày. Nội dung tiếp theo mà Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn đó là nội dung điểm danh 4 con giáp có số phát tài phát lộc sau Tết Đoan Ngọ năm 2020.
Có người may mắn phát tài từ khi còn trẻ, xong có người lại phải tới khi đã đủ chín chắn trưởng thành là số trung niên phát tài thành công rực rỡ. Hãy cùng điểm danh 4 con giáp có vận tài lộc vượng phát vào tuổi trung niên nhé! Cuộc đời con người có lẽ thì ai cũng từng trải qua những lúc thăng trầm. Có người từ khi còn trẻ đã may mắn có được nhiều thứ mà người khác phải ngưỡng mộ. Xong, vận thế xoay vần, tuổi tác tăng dần cũng là lúc tài lộc theo nhau đi mất. Xong lại có những người thời trai trẻ gặp bao khốn khó thất bại, không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng tới tuổi trung niên lại gặp thành công phát tài phát lộc. Sẽ tiết lộ cho các bạn trong số 12 con giáp thì có 4 con giáp có số trung niên phát tài vô cùng giàu có. Tuổi Dần. Người tuổi Dần là người dễ dàng giành được thành công trong công việc so với 12 con giáp. Họ có tính cách chín chắn, điềm tĩnh và rất quyết đoán. Con giáp này cũng là người suy nghĩ thực tế, có dũng khí chiến đấu với khó khăn để mở đường cho mình tiến tới thành công. Đó là những lý do khiến cho những người sinh năm Hổ thường khá là xuất sắc trong công việc. Tuy nhiên đây không phải là người phát đạt từ khi còn trai trẻ, vì đó họ còn trẻ, không quá coi trọng chuyện tiền bạc. Với họ, tiền bạc chỉ dùng để hưởng thụ cuộc sống, vì thế mà tuổi Dần chi tiêu phóng khoáng, hiếm khi tích góp được tiền để dành. Mãi tới khi bước vào tuổi trung niên thì họ mới dần trưởng thành hơn và bắt đầu lưu tâm vào việc quản lý tài chính. Nhờ thế mà dần có tiềm lực hơn để phát triển, gây dựng cho mình sự nghiệp vững vàng và thành công. Tuổi Ngọ. Con giáp này khi còn trẻ thì cũng rất biết tính toán cho tương lai, cũng chăm chỉ cần cù dốc hết sức mình để gây dựng sự nghiệp. Tuy không có tầm nhìn xa trông rộng, song cái mà họ có nhiều và luôn sẵn đó là tinh thần kiên trì, cần cù, dám vì công việc mà lăn xả, dám chịu khó, chịu khổ, không dễ dàng khuất phục trước những khó khăn, mà ngược lại còn dám đạp lên khó khăn mà tiến bước. Có điều, cũng chính vì tầm nhìn hạn hẹp, mà khi còn trẻ, họ không có được nhiều cơ hội phát triển. Thời gian dần trôi qua, những người tuổi Ngọ thì ít nhiều cũng chín chắn hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống. Nhờ thế mà con giáp này tới tuổi trung niên, phát tài phát lộc, đổi vận hơn người. Tuổi Tỵ. Với con giáp này thì công việc là tiền bạc không phải là thứ mà họ quan tâm nhất. Trong mắt họ thì có rất nhiều thứ quan trọng hơn vật chất, song cũng rất hiểu tầm quan trọng của tiền bạc trong cuộc sống hiện thực này. Họ biết tiền bạc không phải là tất cả, nhưng nếu không có tiền thì sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng có những việc bắt buộc phải dùng đến tiền mới có thể giải quyết được. Chính vì thế mà người tuổi Tỵ sẽ cần phải cố gắng hết mình để giành được những thứ cần thiết trong cuộc sống. Như những chú ong chăm chỉ, những chú kiến cần cù, năng nhặt chặt bị, đến một ngày họ nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền khổng lồ, đó cũng là lúc mà họ bước vào tuổi trung niên. Tuổi Tý, con giáp này là người tỉ mỉ, biết tính toán cẩn trọng trước sau. Trong công việc, họ khá là cẩn thận nên hiếm khi gặp phải sai sót gì quá lớn. Song thời trẻ thì tính cách khiến cho họ không dám mạo hiểm, cũng không dám nắm lấy những cơ hội phát triển cho mình. Tuy nhiên, nhờ có thể quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý, nên sau thời gian chăm chỉ, tiết kiệm, hạn chế tiêu pha lãng phí, họ cũng đã có cho mình một khoản kha khá. Tới tuổi trung niên, phát tài phát lộc, sung túc đầy đủ. Nội dung tiếp theo mà chúng tôi sẽ muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn, đó là vận hạn của 12 con giáp trước và sau Tết Đoan Ngọ. Con giáp nào tài lộc bùng phát, giàu có bất tận? Một tháng với nhiều điều bất ngờ đang chờ đón bạn ở phía trước, xem bói tháng 5 âm lịch năm 2020 này. Trong 12 con giáp thì tuổi nào sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý, tuổi nào cần phải đề phòng vận hạn sắp tới để được may mắn quanh năm. Thứ nhất là vận hạn của tuổi Tý, nóng vội bốc đồng, nghe lời phỉnh nịnh. Trong tháng 5 này, trước Tết Đoan Ngọ thì tuổi Tý gặp khá nhiều bất ổn cả về vận trình sự nghiệp tài lộc. Công việc của con giáp này đang trong giai đoạn thử thách, chưa nhìn thấy nhiều thành công phía trước, nhưng trước mắt lại đầy dẫy những khó khăn trở lực. Đây là lúc mà bạn cần phải tỉnh táo, kiên nhẫn hết mức. Nếu nóng vội bốc đồng thì chẳng những khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà còn ảnh hưởng xấu đến bản thân. Đừng bỏ cuộc giữa chừng, hãy kiên trì đi tới tận cùng. Những hoa thơm trái ngọt phía cuối con đường sẽ khiến cho bạn thấy mọi sự vất vả từng trải qua đều đáng giá.
sự nghiệp sa sút cũng kéo theo vận thế tài lộc hư hao. Nếu khéo léo, bạn vẫn có thể thu nhập bình bình. Nhưng nếu không biết điểm dừng, làm những việc quá sức mình, đầu tư mạo hiểm với số lượng tiền lớn thì khả năng rất cao là thất bại. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải tư duy kỹ càng, dựa vào chính mình chứ đừng vội nghe theo lời xui khiến phỉnh nịnh của kẻ khác. Không có bữa trưa nào là miễn phí, cũng không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Đánh giá mình quá cao sẽ khiến cho bạn ngã càng đau hơn. Tử vi cũng báo hiệu vận hạn của người tuổi Tý sau Tết Đoan Ngọ còn liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là tai họa bất ngờ giáng xuống. Trong tháng thì phải di chuyển nhiều, cần chú ý đến bảo đảm an toàn cho bản thân, tránh uống rượu bia khi tham gia giao thông, cẩn trọng khi tham gia các môn thể thao liên quan tới nước. Để hóa giải những vận xui này, tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí phong thủy trừ tà ma, tăng cường sức khỏe tài lộc cho người tuổi Tý. Hơn nữa, trong Minh Quang Pháp Bảo có chứa Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, giúp người tuổi Tý luôn được bình an và may mắn. Vận hạn của tuổi Sửu: thị phi đầy rẫy, hung tinh rình rập, đào hoa phá rối. Sau Tết Đoan Ngọ thì đến cuối năm, tuổi Sửu thì gặp khá nhiều biến động trong vận trình sự nghiệp. Cần phải tuyệt đối tránh đem những tình cảm cá nhân vào công việc, nếu không sẽ vướng phải họa thị phi, kéo theo những rắc rối không cần thiết. Công việc thì có nhiều giảm sút theo chiều hướng xấu, bản mệnh cần phải tỉnh táo, tập trung chú ý để không mắc sai lầm. Đồng thời, chuẩn bị tâm lý vững vàng đón sóng gió, kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Từ Tết Đoan Ngọ cho đến cuối năm thì người tuổi Sửu nên đầu tư làm ăn nhỏ lẻ, tạm thời đừng tính đến chuyện làm ăn lớn. Đại hào hung tinh vẫn đang rình rập, việc bạn đầu tư mạo hiểm sẽ có thể gặp phải những bất trắc lớn tới không ngờ. Điềm báo phá tài, hao tài rất rõ ràng, bất cứ việc gì thì nếu đêm biết giữ mình, đừng thấy lợi mà ham, tham thì thâm, càng ham danh lợi thì càng đánh mất lý trí, xa lầy sập bẫy lúc nào không biết. Vận đào hoa phơi phới đem lại cho con giáp này những mối nhân duyên tốt đẹp, nhưng điều đó chỉ tốt cho những người còn độc thân. Với những người đã có đôi có lứa thì đào hoa vượng dễ biến thành đào hoa sát, khiến cho bạn đôi khi vì dục vọng mà mờ mắt, dễ đánh mất những tình cảm chân thành, đánh mất những gì thực sự quý giá với mình. Hãy kiểm soát cảm xúc thật tốt, luôn trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, chớ để hạnh phúc buông rơi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình Minh Quang Pháp Bảo để được may mắn, bình an. Pháp khí này cũng giúp cho công việc thuận lợi hơn, từ đó tài lộc vượng tiến, công danh sự nghiệp càng mở rộng. Vận hạn của tuổi Dần: bi quan kích động, tiểu nhân quấy nhiễu, gia đạo bất an. Tham vọng lớn mang lại cho bạn rất nhiều thành công, nhưng đi kèm với nó là những nguy hiểm rình rập, không biết sẽ ập xuống bất cứ lúc nào. Người tuổi Dần thì tuy nóng nảy nhưng cũng rất thông minh, không dễ dàng mắc phải sai lầm. Song đôi khi bạn bị kích động và mất bình tĩnh, đây là điều tối kỵ bởi nó là nguồn của hàng loạt những quyết định có thể hủy hoại sự nghiệp của bạn. Ngoài ra thì tâm lý bi quan cũng là lực đẩy khiến cho tâm lý của con giáp này thiếu ổn định, dễ chán nản, bỏ cuộc, buông lơi những thành quả đã tạo dựng được sau bao gian khó. Tài lộc sau Tết Đoan Ngọ của tuổi Dần thì không ít, nhưng có dấu hiệu tiểu nhân quấy nhiễu, phá hoại tài lộc đang có. Vốn nóng nảy vội vàng, nếu thêm lời kích động của kẻ tiểu nhân thì bạn rất dễ sa vào cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn ra từ trước đó, tự khiến cho bản thân lâm vào cảnh khốn cùng thê thảm. Giữ bình tĩnh, tỉnh táo, đừng đánh mất lý trí dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vận trình tình cảm của con giáp này có nhiều biến động, khi hợp rồi lại tan, mâu thuẫn nảy sinh liên tiếp. Những nút thắt chưa được cởi thì lại càng thiết chặt hơn. Tình cảm gia đình cũng không được vui khi mà anh em trong nhà rạn nứt quan hệ. Người trong một nhà nhưng cũng chẳng đủ thương yêu mà đùm bọc nhau, ngược lại còn đấu tranh và đấu đá, không phút an yên. Tuổi này nên luôn mang theo bên mình hai pháp khí phong thủy, đó là vòng tam hợp quý nhân và Minh Quang Pháp Bảo để được bình an may mắn trong công việc cũng như là trong quan hệ ngoại giao, giúp công việc hanh thông tài lộc ùn kéo đến, may mắn từ Tết Đoan Ngọ cho đến cuối năm. Vận hạn của tuổi Mão: tiểu nhân quấy phá, đào hoa lạc hướng. Vận trình tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Mão khá là tốt, nhưng từ sau Tết Đoan Ngọ cho đến cuối năm, bản mệnh bị tiểu nhân quấy phá.
Giữa thành công thì đừng quá hoang mang tự kiêu, kẻ xấu đứng ở trong bóng tối đang ngấm ngầm bảy mưu tính kế để khiến cho bạn bay cao ngã đau, bơm cho bạn lên tới vị trí thật cao để rồi làm cho chân đế lung lay. Tới khi sụp đổ thì không ai có thể cứu được bạn. Nếu biết được kẻ xấu là ai thì bạn cũng đừng vội manh động vạch mặt chúng mà cần phải tìm chứng cứ rõ ràng để chứng minh. Trong thời gian đó thì cần cẩn trọng, việc mình làm vẫn cứ làm, chớ nên lo chuyện bao đồng, mãi chú tâm làm thật tốt việc của mình, tránh những sai sót gây ra kẽ hở mà chúng có thể lợi dụng. Trong chuyện tình cảm, đừng quá tự ti, hãy tự tin vào bản thân mình. Ai cũng có điểm mạnh của mình, có điểm để người khác yêu mến. Bạn bi quan thụ động thu mình vào vỏ ốc thì hậu quả sẽ là đánh mất đi cơ hội có người ở bên chia sẻ để lương duyên trôi đi theo dòng nước. Với những ai đã có hạnh phúc bên mình thì hãy trân trọng những gì mình đang có. Bạn thân thiện hòa đồng nhưng đó không phải là lý do để bạn khiến cho ranh giới giữa mình và người khác giới bị xóa nhòa, vướng vào mối quan hệ tay ba rắc rối. Đào hoa đi lạc hướng sẽ dẫn đến hạnh phúc lạc đường. Đừng đánh mất hiện tại vào những thứ mông lung chưa ai dám chắc. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và pháp khí Minh Quang Pháp Bảo để hóa giải mọi tai ách thị phi cũng như vận đen liên miên do ngoại cảnh mang lại. Khi mà vận đen không còn thì công việc sẽ hanh thông, thuận đà phát triển, không cần phải đợi đến cuối năm, chỉ cần qua Tết Đoan Ngọ thì tài lộc kéo đến ầm ầm, cuộc sống viên mãn và hạnh phúc đến suốt đời. Vận hạn của tuổi Thìn. Tâm lý bất ổn, khẩu thiệt thị phi, tiểu nhân quấy nhiễu. Người tuổi Thìn vốn cứng nhắc và vững vàng, nhưng từ sau Tết Đoan Ngọ, công việc càng ngày càng xuống dốc cũng kéo theo tâm trạng của bạn xuống vực sâu. Tâm lý bất ổn, dễ dàng hoang mang dao động, không đủ mạnh mẽ để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Có nhiều ý tưởng và kế hoạch, nhưng khi thực hiện thì bạn lại mất tự tin, lo sợ thất bại nên chẳng dám dấn thân, vấp phải khó khăn là muốn quay đầu bỏ cuộc. Bên cạnh đó thì tiểu nhân vẫn không ngừng rình rập bên mình, tuy bạn đã phòng trừ kỹ càng nhưng khó tránh được lúc sơ hở. Hãy thận trọng trong các mối quan hệ, đừng nghe lời tán thưởng ngọt ngào mà vội tin tưởng, cho rằng đó là người bạn của mình. Đừng nhận nhầm kẻ thù bởi chúng sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn đi chệch hướng. Trong chuyện tình cảm thì bản mệnh có thể gặp phải họa thị phi, đào hoa dữ răng lối khắp nơi, khiến cho đôi lứa nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi không thôi. Nếu không thể lập trường rõ ràng và vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ với người khác, bạn sẽ vướng phải tam giác tình yêu, một cuộc tình tay ba đầy những thị phi rắc rối. Hãy kiên nhẫn và ngồi lại tâm sự với nửa kia của mình. Nếu nền móng tình cảm không vững vàng thì tình yêu của bạn rất dễ bị cuốn bay chỉ bởi một cơn lốc. Đừng quên luôn mang theo bên mình hai pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn và Minh Quang Pháp Bảo để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi tiểu nhân không còn thì quan hệ công việc hanh thông thuận lợi, từ đó tài lộc bừng sáng, tiền về chật kép ngay sau Tết Đoan Ngọ. Vận hạn của tuổi Tỵ. Thiếu bình tĩnh, sức khỏe suy giảm. Về cơ bản thì từ sau Tết Đoan Ngọ, vận trình của tuổi Tỵ đang tăng tiến theo chiều hướng rất tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn có một vài lưu ý nhỏ dành cho con giáp này. Đó là, dù lưu ý nhỏ nhưng sẽ mang lại hiệu quả rất tốt, không làm theo thì rất có thể sẽ lâm vào cảnh cả con đê lớn sụp đổ chỉ vì tổ mối nhỏ. Đang trên đỉnh cao băng băng tiến bước, chớ nên làm chuyện bốc đồng thể thỏa lòng đắc ý. Nên lấy tĩnh chế động, đi càng nhanh càng xa. Biết tiết chế thì bạn sẽ hạn chế được những vướng phải rắc rối phiền phức. Với kế hoạch đã đề ra, cần tiến hành từng bước một, đừng đốt cháy giai đoạn, đi chậm mà chắc, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Đừng ham giàu sổi, để rồi cuối cùng tiền mất tật mang. Tháng này phải đi lại nhiều, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng khá nhiều, nên chú ý tập luyện thể dục thể thao, tránh ăn uống mất vệ sinh, nên bỏ những thói quen có hại như là hút thuốc, hạn chế uống rượu bia để giữ cho sức khỏe được tốt hơn. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình hai pháp khí phong thủy may mắn trợ mệnh để được bình an may mắn. Đó là pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và Minh Quang Pháp Bảo. Hai pháp khí này sẽ hóa giải được mọi tai ách của người tuổi Tỵ do ngoại cảnh mang lại, đồng thời kích hoạt cung quý nhân giúp công việc hanh thông thuận lợi, từ đó lộc tài vượng tiến, lộc tài kéo đến ập ầm, vận hạn của tuổi Ngọ.
ốm đau, bệnh tật, mất tiền mất của, đào hoa kiếp. Sau Tết Đoan Ngọ thì tài lộc của người tuổi Ngọ khá là tốt, tuy nhiên thì bạn cần phải cẩn trọng hơn khi mà hợp tác làm ăn, chọn người đáng tin cậy để tránh bị lừa gạt, tưởng kiếm được mà cuối cùng lại trắng tay vì bị kẻ xấu nắm tay trên. Nên chủ động tìm kiếm cơ hội, làm việc hiệu quả, đừng để người khác phải dắt tay chỉ đường. Sự bị động cũng có thể trở thành yếu tố có hại khi mà bạn ngồi một chỗ chờ xung dụng, nhưng chẳng may lại gặp kẻ xấu giăng bẫy. Đặc biệt, nếu bạn không biết tiết chế cảm xúc, kiêu căng ngạo mạn thì càng tạo thêm cho mình nhiều kẻ nịnh bợ, sẵn bề sơ hở để kẻ xấu lợi dụng hãm hại. Sức khỏe sau Tết Đoan Ngọ của người tuổi Ngọ thì không được tốt, thậm chí có điểm báo về họa huyết quang, tai họa, bệnh tật liên miên. Trong người thì mệt mỏi, thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt khi tham gia giao thông, cần đặc biệt chú ý, nếu không khỏe thì không nên cố làm, cũng đừng tự mình lái xe, đừng tự ý dùng thuốc điều trị mà cần phải đi khám bác sĩ ở cơ sở y tế uy tín, đồng thời điều chỉnh chế độ sinh hoạt hợp lý và khoa học hơn. Đào hoa mạnh mẽ sẽ mang lại nhiều cơ hội, có khả năng cao gặp được người trong mộng. Tuy đào hoa quá mạnh dễ sinh những ảnh hưởng tiêu cực, có kẻ lợi dụng đẩy bạn vào rắc rối không đâu, bị lừa gạt tình cảm. Người có gia đình dễ gặp đào hoa kiếp, không kiểm soát được tâm tư tình cảm của mình mà để cảm tính dẫn đường, dục vọng che mở đôi mắt. Để hóa giải những tai ách này, người tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo để có thể hóa giải tai ách thị phi, chiêu tài lộc may mắn. Từ sau Tết Đoan Ngọ sẽ gặp được quý nhân tương trợ, tài lộc vượng tiến quanh năm, vận hạn của tuổi Mùi. Bốc đồng, kiêu ngạo, tiền bạc hư hao, tình cảm sa sút. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi sau Tết Đoan Ngọ về cơ bản không có điều gì đáng lo ngại, chỉ riêng việc bốc đồng, kiêu ngạo là cần phải tuyệt đối tránh. Người có tài mà không biết khiêm nhường sẽ rất dễ trở thành kẻ kiêu căng, ngạo mạn, hậu quả tồi tệ, chỉ có mình phải gánh chịu. Nhất là những người mới nhận chức vụ hay là ngồi vào vị trí mới thì việc bạn không giữ được cảm xúc ở mức thích hợp sẽ là nguyên nhân gây ra họa thị phi, gây điều tiếng xấu, ảnh hưởng đến bước đường sự nghiệp sau này. Tiền bạc có nhiều nhưng cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, tìm người hợp tác làm ăn lâu dài, chứ đừng ham cái lợi trước mắt mà chọn bừa để chơi. Trong chuyện tình cảm thì đừng để lý trí dẫn đường mọi lúc mọi nơi, nó sẽ khiến cho cái tôi cá nhân của mình lấn át mọi tình cảm vốn có. Song cũng cần phải cân bằng những tình cảm lý trí, bởi đôi khi tuổi Mùi bị cảm xúc chi phối quá nhiều, bạn không xác định nổi tình cảm của mình thuộc về ai nên cứ mãi mông lung giữa đường tình. Đừng quá bi quan, trong cuộc sống luôn có những cơ hội cho mình thay đổi tốt hơn. Vậy nên tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo để tăng cường tài lộc, tiền bạc, tăng cường vận quý nhân, giúp sự nghiệp ngày càng thăng tiến, từ đó được nhiều người yêu quý giúp đỡ mình phát triển về tài lộc và sự nghiệp. Vận hạn của tuổi Thân, đào hoa biến tướng, cả tin thái quá. Sau Tết Đoan Ngọ thì nhân duyên tốt lành mang lại khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống cho người tuổi Thân. Nhưng vạn sự lạc cực sinh bi, đào hoa quá vượng cũng tới lúc đem lại rắc rối khi mà chúng ta không thể kiểm soát được nó. Bạn rộng rãi, phóng khoáng, sẵn lòng giúp đỡ mọi người khác, nhưng đôi khi chuyện đó không mang lại lợi ích gì mà ngược lại còn biến thành làm ơn mắc oán, tự đem dây buộc mình. Đặc biệt khi mà đào hoa vượng biến thành đào hoa dữ, sự không rõ ràng trong các mối quan hệ với người khác phái sẽ khiến cho tình yêu và hôn nhân của bạn đứng trên bờ vực tan vỡ. Dù không có ý ngoại tình phản bội nhưng luôn có người nhiệt tình theo đuổi sẽ khiến cho bạn dễ sao lòng hoặc là khiến cho nửa kia sinh lòng ghen tuông, khiến tình cảm cả hai ngày càng xa cách. Trong công việc thì đang có nhiều điều thuận lợi suôn sẻ, song tự tin là khuyết điểm chí mạng khiến cho bản thân lâm nguy. Tự tin thái quá, bướng bỉnh, cố chấp, không nghe lời khuyên can của những người thân tiến, nhưng lại dễ tin người ngoài, tránh nhầm người đáng tin, nghe lời kẻ xấu số 7, bạn sẽ mắc phải sai lầm và khiến cho công việc của mình rơi vào một mớ bỏng bong. Vậy nên tuổi Thân cần phải giữ cho mình sự điềm tĩnh, không để những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến quyết định của mình. Chính vì thế mà tuổi Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn và vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo. Được soi sáng của Đức Phật và sự tương trợ của quý nhân tam hợp sẽ giúp cho tuổi Thân minh mẫn hơn, từ đó ra quyết định sẽ chính xác, không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài.
Khi tâm an thì làm gì cũng chắc chắn thành công. Được quý nhân tương trợ thì mọi việc hanh thông, từ đó lập tài vượng tiến. Đến cuối năm không trúng số cũng có bạc tỷ trong tay. Vận hạn của tuổi Dậu: kẻ xấu rình mò, tai họa bất ngờ, tình cảm lung lay. Sau Tết Đoan Ngọ thì trong tháng này tuổi Dậu có điềm báo hao tốn tiền của, tiền bạc tháng này không thiếu, thậm chí còn có phần dư giả trong lúc hân hoan, đừng quá coi nhẹ đề phòng. Có những sự cố bất ngờ xảy ra ngoài dự kiến cho bạn, không kịp trở tay, lại thêm có phần khinh suất, không kiểm tra kỹ những người xung quanh mình mà tin tưởng quá mức, nên càng tạo cơ hội để kẻ phản bội lọt vào, tìm thời cơ đâm bạn sau lưng. Thời gian này thì đi đứng cần phải cẩn trọng, đừng mạo hiểm tính mạng của mình khi mà lái xe và uống rượu bia. Hung tình chiếu mệnh, họa tai nạn giao thông, nhẹ thì va quệt, nặng thì hậu họa khó lường. Hãy trân trọng chính sức khỏe của mình, vừa giữ cho bản thân mà cũng là cho cả gia đình. Chuyện tình duyên nào ai biết trước, hôm nay tốt đẹp mà mai đã lại chia sẻ. Cái tôi quá lớn khiến cho mâu thuẫn không ngừng gia tăng, tình cảm rạn nứt dần theo từng tiếng bắc, tiếng chỉ. Tình cảm mông lung chẳng biết tới ngày mai, hãy xác định rõ ràng mục tiêu mà mình hướng đến. Khi tập trung vào một thứ thì sự nghiệp sẽ mở rộng, giúp cho tuổi Dậu tài lộc viên mãn về sau. Vì thế, tuổi Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu và vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai pháp khí giúp tập trung năng lượng tích cực, chiêu mời quý nhân giúp đỡ. Khi có quý thần tương trợ, công việc hanh thông, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, từ đó lập tài, vượng tiến, tiền bạc rủng rỉnh chỉ là chuyện sớm muộn. Vận hạn tuổi Tuất: tiểu nhân ngáng đường, tình cảm trục trặc. Công việc từ sau Tết Đoan Ngọ của người tuổi Tuất thì gặp khá nhiều trở ngại, tài lộc cũng theo đó mà giảm sút. Sau Tết Đoan Ngọ, tiểu nhân đầy giấy khắp nơi, trực chờ kéo bạn xuống dưới vực sâu. Giữa nguy nan thì chẳng thấy bóng dáng của quý nhân, càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Nên làm mọi chuyện theo kế hoạch, cẩn trọng từng chút một sẽ giúp cho hạn chế được rủi ro. Càng nóng vội thì càng nhiều rắc rối, thất bại càng nhanh. Đặc biệt trong tháng này, nếu có kế hoạch hợp tác làm ăn thì nên thận trọng hết mức. Bạn cả nề lại dễ tin người, làm miếng mồi ngon cho những kẻ xấu lợi dụng, cho kẻ lười biếng bám vào để làm kiếp ăn theo. Tâm lý bất ổn khiến cho tâm trạng của tuổi Tuất không được tốt. Bạn hoài nghi bản thân, thiếu tin tưởng vào người mình yêu, nên chuyện mâu thuẫn cãi vã không thể tránh khỏi. Nên suy nghĩ tích cực, chớ chìm đắm trong quá khứ đau buồn mà phải nhìn vào tương lai để tiến bước. Hãy thiết lập cho mình một mục tiêu lớn và thực hiện nó ngay. Để tăng cường sự tập trung trong công việc và thiết lập mục tiêu, cũng như việc hóa giải thị phi tai ách do ngoại cảnh mang lại, những người tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và vòng cổ Minh Quang Pháp Bảo, được sự soi sáng chỉ đường của Đức Phật và được sự che chở tương trợ của quý nhân, giúp cho tuổi Tuất luôn bình an may mắn trong công việc. Khi quý thần tương trợ thì tiểu nhân không còn, công việc từ đó sẽ hanh thông thuận lợi. Vậy nên nếu làm đúng điều này sau Tết Đoan Ngọ thì sẽ có cơ hội đổi đời, giàu lên nhanh chóng. Vận hạn của tuổi Hợi: thị phi khắp trốn, mâu thuẫn tổn thương. Sau Tết Đoan Ngọ thì tuổi Hợi cần phải đặc biệt giữ mình để đầu óc tỉnh táo, càng tài giỏi càng khiêm tốn nhún nhường. Thái độ hành sự của bạn nếu không tốt sẽ tạo ra những điều tiếng lớn tới không ngờ, cũng đem theo những kẻ thù không đáng có. Họa thị phi chắn lối, đừng để vận may của mình rơi vào tay kẻ khác chỉ vì thói đắc ý tự kiêu. Trong bất cứ chuyện gì thì cũng phải giữ được bình tĩnh. Có lẽ sự bốc đồng nóng vội là điểm yếu mà kẻ xấu dễ dàng lợi dụng tuổi Hợi. Con giáp này cần phải kiềm chế cảm xúc để tránh những chuyện không hay, hậu quả lớn ngoài sức tưởng tượng của bạn. Không chỉ gây tổn thương về tinh thần mà còn khiến cho cơ thể mình chịu họa cùng. Đừng để mâu thuẫn biến tướng thành xô xát kiện cáo. Người đã có đôi thì có thể sẽ phải đối mặt với cơn gió dữ làm lung lay nền móng của tình yêu và hôn nhân. Quan hệ xa giao chỉ nên dừng lại ở bên ngoài ngưỡng cửa gia đình. Đừng bao giờ để mình trở thành người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Cũng đừng để bất cứ ai cướp mất đi hạnh phúc của mình. Để bảo vệ tài sản và hạnh phúc của mình, tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai pháp khí chuyên trừ tà, hóa giải thị phi, tăng cường tài lộc cho tuổi Hợi.
khi thị phi không còn thì công việc hanh thông thuận lợi, tiểu nhân mất đi thì bạn bè đồng nghiệp yêu mến. Từ đó sự nghiệp tăng trưởng như diều gặp gió, vận may ùn ùn kéo đến, lúc đó sợ gì không có tài lộc. Trên đây đã chia sẻ cho quý vị và các bạn đầy đủ thông tin chi tiết về vận hạn của 12 con giáp sau Tết Đoan Ngọ. May mắn cũng có, rủi ro cũng có, nhưng dù sao đi chăng nữa thì nên tự tin vào bản thân mình. Vì chỉ khi tự tin vào chính mình thì các bạn mới dám thay đổi giúp cho mình và mọi người tốt lên. Đồng thời, chúng tôi cũng khuyên bạn nên tự tin vào cuộc sống tốt đẹp này. Khi nhìn nhận mọi việc tốt đẹp, tâm hồn bạn sẽ sảng khoái, thoải mái hơn. Từ đó, bạn sẽ làm việc và cống hiến hăng say hơn. Lúc đó, sợ gì không có tiền đúng không nào? Quý vị đã theo dõi đến đây thì chứng tỏ quý vị là những người mong muốn, khao khát thay đổi để cuộc sống của mình tốt hơn. Hy vọng những chia sẻ sẽ giúp cho quý vị và các bạn phần nào áp dụng được vào cuộc sống của mình, làm cuộc sống của mình luôn viên mãn hạnh phúc hơn. Hãy đăng ký kênh để là người sớm nhất nhận được những thông tin bổ ích này. Chúc quý vị luôn may mắn và bình an.